Tới nữa rồi nha mọi người, tới nữa rồi. Mau, lên biểu, lên coi, lên đây. Về đây nè, nhìn lên, lại lên coi nè, lại lên biểu. Mau. Mọi người thấy cái bộ chân đó không? Đang ngồi giá cái chài chưa xong nữa. Thì nó đi đâu, nó chạy về coi cái bộ mình đó. Biểu ơi, mau lại anh biểu ơi. Đi đâu về à? Đi đâu về mà? Bốn chân bọc haki vũ tan chứ vậy? Hả? Đi đâu về bốn chân bọc haki đây, biểu ơi. Đứng lại. Trời ơi kìa. Đó, ớt nè. Tối nay ngủ dưới đất nè. Đó. Tối nay là không có được lên giường ngủ nè. Một chân vậy là sao được? Đó. Cái bụng còn gì nữa đâu. Rồi xong luôn. Rồi, tự nhiên cái được ngủ dưới đất. Đã thiệt. Ô mọi người tưởng vậy là nó sợ hả? Không có đâu, nó giác cái bộ mình xin nó đi đào lỗ nữa kìa. Hồi xưa đây là cái bao sơ dừa, xong rồi nó cắn banh cái bao sơ dừa, bắt đổ ra luôn. Vậy là dục cái bao rồi, nhưng mà cái đống sơ dừa vẫn phải chịu khổ với nó. Rồi bữa giờ là nằm giỡn lăn tới lăn lui thôi, bữa nay là đào lỗ luôn. Phá quá rồi. Trời ơi, găng miệng mà làm gì kì tàn. Cái gì đó không dậy. Trời ơi, cát kìa.